xuống bắt ốc thôi anh em ơi. Bố mẹ tôi là cái thành quả của mẹ tôi sau khi nuôi ốc, nhưng mà bây giờ lo cái đầu ra nữa, lo cái chỗ tiêu thụ. Anh em cùng xuống cùng tôi bắt ốc nhé. Đây, đây là cái vữ ốc đây. Anh em nhìn bên tay phải. Rồi, tôi xe xong rồi. Giờ bắt ốc nhá. Buổi chiều. Bố đang vớt bèo bố. À là chuyển á? Đi vào chỗ bóng rồi, đi vào chỗ xe của ông đứng rồi. À. Trong này qua đông, còn cái ở ngoài này bán hết cái con chú mà. Ui phải chuyển qua đông, con ốc nó phải có cái chỗ trú bùn nhá kìa bố. Đang chuẩn bị con cho vào đây để mà ít nữa chuẩn bị khi thế qua đông. Đấy còn con chú mà xem nó mai nó quay. Cái dây này là không có điện đúng không bố? Con chú. Con chú. Chun. Các cô chú ơi. Nha bố con nha, mỗi khi xuống nhà cô ấy, mà lấy xoài á, mà con chó ra đón bố con gần. Kìa, con chó nào? Nha, xong rồi nha. Con này không ra ở đây rồi. Ra đây, nó có biết bơi đâu mà. Đây bây giờ là mẹ là xuống bắt ốc hay là làm nào? Hớt được không mẹ hay là phải bơi thuyền mẹ? Ơi. Không đưa xuống à. Đây xuống đây. Xuống đây để ý. Để xuống mắt ốc. Đây nó nổi đây này, nổi tắt đây. Đây nổi đây. Đây nó nổi tùm lum đây. Đây nổi đây này, xong chọn được con to này. À. Chọn được con to. Úi giời, đây đây này. Xong chọn được con to. Đấy nha, ốc. Ốc nuôi bèo. Chờ mẹ tí nha, chờ con chút xuống. À bây giờ chọn nó gì? Ừ thì lấy cái con to. Úi đây đây này. Đó, nó thành bãi thôi. Thành bãi này. Nhặt vào cái gái thôi. Hai người đứng lựa sập không? Sập vào được. Đây đây này. Mở đốc này thế này là cũng được đấy mẹ nhỉ. Bên kia to hơn. Bên nào? Thấy con to. Như này là ăn được rồi, đúng không? Vâng. Con này hơi bé quá, con chọn được bé quá nhỉ? Bé quá. Vợt chỗ nào vợt đằng đấy. Vợt ở trong thuyền. Ở trong thuyền nó tán thò lên đấy. Đấy, nhẹ nhàng chọn con to. Đây con xúc nhé mẹ nhá. Xúc khẽ nhá, nhớ là nhẹ nhàng. Biết một con. Có, chờ mẹ tí đậu mũ vào. Ủa nhiều quá nhỉ. Mẹ nhấc cái cây lên nhà con vậy. Mẹ nhẹ nhàng nó rơi mất. Ừ, nặng quá. Nó tổn thương ấy. Đấy, mẹ chọn đi con xúc rồi. Chọn con to, tại vì ốc này là nuôi mấy đợt nên là có cả con to con nhỏ. Ốc này chỉ ăn bèo thôi nha. Con ốc to thì ăn bèo to. Ăn ổ thì đó. Ăn ổ. Đây hết rồi. Đây bên tay trái kìa. Ơ đừng sốc. Bên tay trái to hơn bên này nhỉ. Nhỏ. Bên tay trái. Đây này. Chỗ đầu thuyền đây. Đó. Đồ mua cho em cho xúc một xúc rồi nha. Đi xúc một xúc. Cho mẹ. Con xuống cho nó xem tí. Vâng, đây xuống đây. Đây ốc. Úi, con này to này. Mấy con to đây, đấy. Đấy còn vàng ươm nhỉ. Vàng ươm nhưng nó bé. Con này vàng. Vàng, ông vàng đấy. Vàng vàng. Nó vẫn lẫn, chả tránh. Nó vào nó. Kìa con kia ông vàng này mẹ kìa. Đây con tay mẹ. Đây này. Ừ, con ốc bươu vàng. Thì cái con không biết. Con ốc bươu vàng nó có cái xoay ở chỗ miệng ấy. Xoay cái vảy. Chỗ cái miệng nó. Chỗ này chắc đấy biết anh thử. Nó hơi nhỏ. Nó không đều ấy. Kiểu nhiều đợt quá. Nên nuôi một đợt thì nó lớn đều, nó không đều. Không. Kệ nó ra đấy không nóng quá đâu. Nóng có gì nóng quá. Nó bảo trên đấy nó nóng quá nó lồng đi. Đứng đây ăn. Đấy, chọn đi. Xem con ốc bươu vàng này anh bảo. Lần sau nhìn cái biết ngay. Hôm trước đây con này được. Cái to được.
Này, con bé. Quá trọn phết đấy nhỉ. Tôi bảo, nó chưa, cái đợt đầu nó cũng chưa to hẳn lên đấy mẹ, nên là hơi khó chọn. Hay là tối hơn? Nó chỉ cái này xúc nó trượt ốc của ông, nó dứt miệng là nó không lớn được đâu. Con ốc này nó lớn bằng miệng. Đi ra cầu. Kéo vậy. Đến xem bố bơi thuyền. Bây giờ ra thuyền thì hớt. Ôi trời ơi, bố nặng quá. Thuyền còn chìm rồi. Bơi chung quanh để dọc lại cho đấy, đây có luôn ngoài đấy, chỗ đấy đi. Để dọc lại nó, để dọc xuống rồi khắp thì nó dễ. Ở có đây, có dầm đằng sau á. Cứ hớt đầy ra mẹ. Phải có vẫn ở cái dầm để bơi, nhưng mình không có dầm bơi nào. À, con cái giống bố. Úi dồi, giống bố chị. Con cái giống bố. Đây cậu em. Con tưởng á. Đứng yên. Nào hai bạn cứ bình tĩnh đứng yên đã nào luôn. Ra nào được lu. Đang vớt ốc, bắt ốc. Cái gì ứng bố? Đây, đây. Cái này gì? Dị ứng cái gì? Em ơi. Tự nhiên nó cứ bị vậy. Em ơi. Bé lắm. Hình như nó ở bờ là chính đấy mẹ, nó ở ngoài nó ít lắm. Đấy, xung quanh lưới là chính thôi, còn ở giữa này nó cũng... Ờ, tí nữa. Đây, cho ngủ đây. Tí nữa, lật cái này. Lật cái này kêu A lên. Ý, con cá. Ui, sao có cá trong này? Nuôi đúng dịch ra thì chỉ nuôi, ờ, đồ, chỗ này đầm này ông thả cá nữa mà. Ui, bữa mai có một con cá nó bị khóa kìa. Đâu? Ao bèo. Vâng. Đây bèo tấm quá nhỉ. Vâng. Thế mỗi một ngày là phải bao nhiêu xô này hả bố? 3 xô thế. Vâng. Vâng. Mít thì có cho hắn ăn hết. Nó trong loại đây là chăn nuôi gọi là chăn nuôi hoang dã. Thức ăn này hoàn toàn tự nhiên hết, không có động tí nào đến cám công nghiệp tí nào, không động cám bã tí nào, hoàn toàn rau bẻ hết. Vâng. Rau quả. Nên là cái sản phẩm của mình nó thật còn rất tầm lành. Và nhất là mang tính thật là hoang dã này xưa.